Ngày 6 tháng 10, Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Lưu Văn Huỳnh, 24 tuổi, ngụ ấp 3 xã Sà Phiên, huyện Long Mỹ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 7, Lưu Văn Huỳnh đến nhà một người quen ở ấp 4 xã Sà Phiên, huyện Long Mỹ hỏi một cánh đồng để thả cho vịt ăn thì xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với chủ nhà và ông Danh Hon, 67 tuổi, ngụ ấp 5 xã Sà Phiên. Trong lúc giằng co, Huỳnh đã dùng cây đánh ông Hon gây thương tích liệt cả hai tay và hai chân, tổn hại sức khỏe trên 90%. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.